Đồ Gỗ Đức Hiền kính chúc quý vị một buổi sáng tốt lành. Và hiện nay là buổi sáng ngày 27 tháng 12 2016. Tối hôm qua thì tôi đã giới thiệu 3 bộ ghế gỗ Vũ Tao Quảng Bình chọn vân cột 12. Thì bộ này là bộ 12C. Có điều là bây giờ là tôi đã kê thành bộ. Hôm qua thì răng một dãy thôi ở trong nhà kho, và lúc này đang kê thành bộ thì quay lại để quý vị nhìn nó được rõ hơn. Tối hôm qua là quay dưới ánh điện nó không được rõ lắm. Và ba bộ này thì vân đều đẹp và mang mã số 12D, 12E và 12F. Và đây chính là bộ 12D, mang cái mã số là 12D da hổ. Tại sao lại gọi là da hổ? Bởi vì ngoài cái chuyện cái vân vằn vện giống là cái hàng vân chọn vân đặc biệt, nhưng mà nó có các cái phần ván nó giống như những cái bộ da hổ. Và cái này khi mà đánh lên thì nổi vô cùng. Bác Chiến ơi, lấy cái khăn ẩm lau qua cả. Quý vị nhìn tổng quan một lát nữa tôi sẽ quay ngược lại để quý vị nhìn xem da hổ nó như thế nào. Đấy là chiếc ghế dài, nhưng còn đây là chiếc bàn. Chiếc bàn vân cũng rất là đậm đà. Đây là chiếc lôn ngồi. Tất cả những cái chi tiết đều đánh dấu số 12D. Lau quay. Đây quý vị xem sau này mà theo lúc đánh lên nó sẽ như thế này. Và thế nào là da hổ thì đây. Báo cáo quý vị là các phần vân nó rất là ghê gớm. Và chúng tôi cái nước đánh là trong vắt trong veo luôn, đúng như thế này luôn. Nối cái càng ra. Chào anh đây. Anh nói sao anh nối cái càng ra. Dài ra đi xe nó chắc xe. Ngắn này xếp vào cái gì? Bởi vì chúng tôi lau cái lượt bụi đi ở trong xưởng thì nó bụi bặm. Đi lấy thằng ấy. Và sau khi lau một lượt bụi đi thì lập tức là cái lúc lên thành phẩm nó đúng như thế này luôn. Vân tôi phải nói đẹp hơn gỗ mun. Và mỗi một khi gặp cái vân nó quá đẹp, vân tự nhiên lựa chọn được quá đẹp thì chúng tôi lại cam kết là 100% là vân của thiên nhiên. Và cái việc bảo hành này là mãi mãi. Đây da hổ đây. Vừa nãy quý vị nhìn thấy ở những cái mặt của ghế nó đã là da hổ, còn đây vừa như da hổ mà vừa như là một hình một cơn lốc luôn. Rất là kỳ thú, đúng không? Gọi là thiên nhiên kỳ thú. Và nhiều lần tôi nói rồi, chỉ duy nhất gỗ của Tao Quảng Bình mới có cái sắc vân nó như là đang đi trong bể cụt thế này. Rất đặc biệt, duy nhất gỗ Tao Quảng Bình. Đúng, hết sức là ấn tượng. Hôm qua tôi đánh dấu là 26/12/2016 đấy. 12D ra hổ đấy. Trân trọng kính mời quý khách bớt chút thời gian về Đồ Gỗ Đức Hiền tại làng Mộc, Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội với số điện thoại 0984666999. Đây cũng chính là số Facebook của tôi. Còn số Zalo Viber là 0976766111. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau về bộ 12E và 12F.